giờ thì có lẽ là bây giờ thì mới bắt đầu là ồ à đúng không kìa, chồng nó cũng tương đối. Nó không phải được thế này chứ không thì cũng thất vọng quá nhỉ. Nó không phải được như này chứ đúng không? Na xuân lần. Cái gì đó. Xe cảnh sát hú à? Đây là bảo tàng gì hả bố? Tàng máy bay à? Đâu nó bảo có hai cái gì cái hỏa tiễn đâu? Để mà biết đường đi ra ấy. Đây này cổng ra là mình phải nhìn cái nhà kia rồi. Tôi đang định vị để lát nữa đi vào rồi đi ra không có làm. Wow, nhà rất to nhưng cái cửa thì rất bé thôi nha. Kìa anh, nhà trắng kìa. Tôi thấy trắng trắng thì bảo nhà trắng. Ở hai đầu đều có nhà vệ sinh hết, cô rẽ phải đây tới nhà vệ sinh thôi. Nhà vệ sinh bên này. Đây là quả hoa tiễn ở đây không? Và đây cửa này là cửa hoa tiễn lên đó. Đây là ra trái là trên. Cái gì đây anh? Tàu vũ trụ đấy à? Hạ cánh ở mặt trăng đấy, Armstrong. À, Armstrong ở đây à? Sao trông nó méo mó thế? Người ta đang bảo là cái tàu mà hạ cánh xuống mặt trăng là chả bờ đó. Họ phát hiện ra cái cờ cắm ở đấy, ánh sáng bóng đổ bốn phía. Đây có thể nó giao toa ánh sáng bốn phía. Cơ bản là vì Mỹ ông mất lòng tin quá. Đây là ai? Kia là gì? Chẳng. Em đứng quầy này nha. Em đứng đây nha. Yes. Where are you? Come in left or right? Left or right? Kia thật hay là người giả vờ đấy? Người giả vờ. Người giả vờ à? Đây là cái bảo tàng hàng không vũ trụ.
của Mỹ. Hoàng Lai máy bay Airbus. À đấy à? Người đông thế. Em quên mất em lại không lấy đi. Ơ anh ấy lấy đi là lối ra. Lấy đi lối ra. Đây là cái bảo tàng không vũ trụ tại thủ đô Washington. Tôi nghĩ là đến nước Mỹ thì cũng phải là thủ đô Washington thì nó mới là một cái gì đó mà người ta cảm thấy nó không bị có cảm giác là bị trông chênh hay là thất vọng. Ví dụ như khi đến với New York thì tôi cũng thấy là nó cũng bình thường thôi. Rồi đến với Philadelphia thì tôi thấy có cảm giác là rất là nó là một cái thành phố rất là dễ chịu, cổ kính một cách hiện đại và cũng rất là ở đây là người ta đang đi vào trong cái khoang lái và tôi cũng định đi vào nhưng thấy có vẻ đông rồi. Cái buồng lái sao ấy biết rồi, nhìn thấy mọi người xếp hàng vào đông 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 để xem thì tôi cũng xếp hàng vào kiểu cái tấm nhìn cái buồng lái. Đấy là cái đầu, cái đầu của cái máy bay thì không phải. Có lẽ là chúng ta sẽ vào cái máy bay chưa? Người ta vẫn đang xếp hàng rất là đông, các bạn có thể nhìn thấy là rất là đông người xếp hàng. Mặc dù là không biết đó là cái gì. Đây là nhà vệ sinh. Đây là cái buồng vệ sinh này. Đây là bộ quần áo của ông phi công này. Hurry it up. Come on, move fast. Đây là cái buồng lái. That doesn't look very comfortable. Cái này chắc là ngày xưa lắm rồi chứ. Nói thế này chứ bây giờ thì nó phải 1, 2, 3, 4 người lái. Có cái bảng tử rất là kinh khủng. Cái trà đấy phải nghĩ trong cái này nó lâu lắm, nó sướng hơn. Tôi sẽ không đi xuống dưới kia mà tôi chỉ đứng ở trên này và quay xuống thôi. Các bạn có thể nhìn thấy là rất là nhiều những cái máy bay. Dạ. Bông rẽ rồi bông đi xuống lắm rồi đó. Tôi cũng cầm máy cũng hành. Máy chế. Máy chế à? Đây là máy bay của ông Hòa. À, máy bay của ông Hải. Giờ rồi nó có vẽ hình người rơi kìa. Em cũng đang lạ cái máy bay của ông Armstrong ấy sao trông như thế mà vào được vũ trụ nhỉ? Nó nhiều thứ khủng khiếp quá. Đây là bánh xe Honda. Honda trông to thế. Rất là nhiều các loại máy bay. Động cơ đang lắm. Đây à. Ủa khéo không biết đường đi ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái này phải động cơ không anh? Động cơ. Các cái xi lanh động cơ chung quanh anh là tầm tay anh còn phải đẩy đi. Ở đây là không phải người. Cánh cụ cánh xòe à? Đây có bên 52 không nhỉ? Rồi nguyên cái chỗ này là mấy cái liền. Người Mỹ của chú nó có một câu rất là nổi tiếng này. À, thà chết để lại một mớ nợ, còn người Á Châu chết để lại một mớ của chú. Mỹ nó khôn hơn à, nó xài trước đó cô chú, cho nên nó chết để lại mớ nợ. Nó xài thẻ tín dụng á, chết thì ngân hàng không lẽ xuống âm phủ đòi nó à. Chết thôi, có ngon thì xuống âm phủ đòi nó à, chết là thôi. Tụi đó tụi Mỹ nó sống rồi nó. Bởi vậy cho nên nó nền kinh tế Mỹ nó mạnh là như vậy cô chú. Nó có bao nhiêu tiền nó xài hết. Xài sạch sẽ hết à. Nếu là người đồng tiền nó luôn chuyển hết, tạo ra công ăn việc làm nhiều hơn nữa, nó kích cầu. Còn mình có tiền mình đem mình cất đi không à? Mình cất đi vậy nhiều khi là giết chết mình kinh tế đó nha. Đem mình cất đi tiền nguy hiểm mà. Cho nên là tụi Mỹ là nó có tiền, của chú thấy là nó xài, nó đi mua sắm. Cho nên nó xài sang như Mỹ là vậy đó chứ. Có tiền nó đi mua sắm mà. Người nghèo kinh tế yếu thì thôi, chịu tay chịu thua. Còn người Mỹ đó, cô chú nhìn nó vậy chứ, trong người nó một đứa nghèo nghèo chứ móc ra cũng cỡ 10 cái lên cạc đó cô chú, 10 cái tín dụng á. Tại vì mỗi ngân hàng cứ cho nó cái mức tín dụng 500 đô để nó cài suốt á. Nhiều khi nó tính tiền mà nó cài hết thẻ này thẻ kia không được, đây là 10 cái ta đưa hết lúc cùng mày cài đi thì là xong thôi. Người Mỹ là xài nợ trước, xài trước nợ trả sau, đó là người Mỹ. Không nợ không phải là người Mỹ, mua cái gì cũng nợ hết. Ở bên này mà tự dưng mình đem 10.000 đô tiền mặt ra ngoài ngân hàng đó cô chú, không phải nó chào đón giống như bên nhà mình đâu, không có đâu. Thì nó vào nó hỏi nó truy ra chừng nào mà mình ra nguồn gốc 10.000 đô này đâu ra. Nó sợ mình trốn thuế này, gian lận thuế này, hoặc là làm bậy á. Đây, trước mặt của chủ quốc hội ha. Bên đây phải đó là Hạ Viện, bên tay trái là Thượng Viện của Hoa Kỳ. Ở giữa cái tháp đó là nó gọi là cái dome. Ở trên đó là có cái tường với thần tự do, hình như nó đang vệ sinh bãi thì phải. Phiên bản khác của tượng thần tự do, đây bằng đá marble hết, của chú thấy rất là đẹp. Cái bên hồ hiu đi. Đây xe mình sẽ thả mình bên của chú nói nha, xe thả bên tay phải. Và xe đón mình bên tay trái của chú xa xa thấy cái đài một tấm trắng ở bên tay trái không ạ? Xe đón mình bên đó đó. Cho nên bây giờ là 5 giờ 15 phút. Con đợi đàn mình tới 5... Hả? Chụp cái gì tới 6 giờ con? Chụp có thường thường chụp có khoảng 20 phút là xong rồi con. Con đợi đàn mình tới 5 giờ 45 ạ. Đó. Mình hẹn bên kia chứ mình không hẹn đây ạ. Quý vị đang có mặt tại khu vực nhà hò, nhà quốc hội Mỹ. Vâng. Đây là thủ đô Washington của Hoa Kỳ và chúng ta đang ở trên đồi khép. Ma'am, gotta take this down. This. It's, nope. Are you from China? Where, no, where you from? I'm Vietnamese. Vietnamese, yep. Sorry. Yes. I'm sorry. Just let her know she can't have any tripods. Believe it or not, there is a law, because all of this area, that tripods are not permitted. I don't know why, but it is the law. And so we can't have that. You can take your pictures all around without that. Okay? Yes. Okay. Yeah. Thank you very much. You're very welcome. I think sorry. There were so many professional photographers with everything set up. Yeah. Because you need permits for that. Okay. I'm sorry. Như vậy là những người chức trách đến và hỏi có đề nghị là ở đây thì có thể quay phim thoải mái, nhưng mà
bạn hãy cất cái chân máy đi và chỉ cầm tay thôi. Nên là tôi nghe lỗ mổ, lõm bõm thì tôi nghe thấy được như vậy. Và như vậy là cái chân máy đã được cất đi. Bây giờ thì tôi lại cầm máy quay. Tôi nhìn thấy có một chiếc máy bay đang bay trên trời. Tôi rất là ngạc nhiên là khi ở New York cũng vậy, mà khi đến đây cũng vậy, trên bầu trời của thành phố thì luôn luôn có máy bay. Mà ở đây thì có thể không gian lớn cho nên là cái cảm nhận của cái sự có mặt của máy bay nó không có nhiều lắm. Nhưng mà như ở New York thì tôi liên tục nghe cái tiếng máy bay bên thành phố thì tôi cảm thấy rất là áp lực. Bởi vì một người mà đã từng có một cái giai đoạn sống mà nghe thấy tiếng máy bay cảm thấy hoảng hồn, thì cái tiếng ịn của máy bay liên tục như vậy khiến cho tôi không mấy an tâm. Vâng, ở đây là một cái quảng trường rất là đẹp. Và phía xa kia thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy một cái tháp rất là cao đấy. Thì theo như là bạn Phong, hướng dẫn viên du lịch nói, thì khi người ta xây dựng Washington City này thì người ta đã lấy một cái điểm trung tâm của thành phố và người ta quay một cái vòng tròn, thì cái điểm trung tâm đó được đặt một cái tháp. Và tháp đấy là cái tháp mà tưởng niệm người sáng lập ra nước Mỹ là Washington. Còn trên một cái trục thẳng thì đây là nhà họp Quốc hội, hình như phía bên kia hay là phía bên kia của cái tháp kia chứ nhỉ, chốt của cái con đường anh nhỉ, là cái tượng tưởng niệm của Lincoln đúng không ạ? Vâng, như vậy là họ cũng có một cái trục, mình tạm gọi là cái trục chính đi, thì là ở giữa là cái tượng tâm này là tượng ông Lincoln đúng không? Em cũng không biết nữa cơ. Chắc thế. Vâng. Trục thần đạo đấy, giống như mình. Trục thần đạo đấy. Thì là ở đây này, trên cái Capitol này thì là tôi đang đứng ở cái nhà Quốc hội này là một cái đầu, xong đến điểm giữa thì chính là cái trung tâm của thành phố Washington và là cái tháp mà tưởng niệm ngài Washington, người khai sinh ra Hoa Kỳ Quốc. Thì phía bên kia chốt lại của cái, như là một người bạn tôi nói là một cái trung tâm thần đạo ấy, thì chốt lại ở góc đằng kia là đài tưởng niệm Lincoln, người đã thống nhất Hoa Kỳ và hóa giải được cái mâu thuẫn Bắc Nam sau cuộc nội chiến đẫm máu. Đây tôi nhìn thấy một cái trung tâm thành phố và quả thật là khi tôi cũng rất là kỳ vọng về Hoa Kỳ Quốc, nhưng mà khi mà đặt chân xuống thì tôi cũng khá là ngạc nhiên, bởi vì thấy cũng không, nó không như cái tưởng tượng của mình. Và đến bây giờ khi mà đặt chân xuống Washington City thì tôi thấy vâng, như vậy thì mới là Hoa Kỳ. Có một cái bề rộng rất là, một cái bề rộng rất là xứng đáng với một cái mà người ta vẫn ca ngợi, và một cái quy hoạch mạch lạc cũng như là những công trình với những cái gu thẩm mỹ vừa hiện đại vừa cổ điển. Đây ví dụ như là ngay cái tòa. Dạ. Vâng ạ. Ví dụ như là ngay cái tòa nhà Quốc hội của Mỹ thì tôi thấy là nằm trên một cái đồi. Đó. Và cũng khá là đẹp. Thì quý vị có thể nhìn thấy một cái vòm mà làm khiến cho người ta nhớ đến một cái nền kiến trúc của cổ đại của La Mã hay là Hy Lạp, với những cái đầu cột rất là cầu kỳ. Bởi vì nhìn xa cho nên tôi cũng không hiểu là họa tiết của nó là cái gì. Một cái nhà họp Quốc hội rất là bề thế và cũng rất là xứng đáng. Anh ơi, chụp cho em một cái ảnh. Em ngồi đây. Như vậy là cái tượng, cái ông tượng đen mà ông cưỡi ngựa đứng ở trên cái tháp nhỏ ở ngoài kia,
thì đấy là một cái tướng người Pháp và được quân đội Pháp gửi sang để giúp người Mỹ giành độc lập trong cuộc chiến với người Anh, ông Lafayette gì đó. Vâng, đây là cái lối vào này. Em vào cái chỗ hoa thì anh chụp em gặp nhé, chịu khó tí. Cái quảng trường mà có một cái một bố cục của cái tầm nhìn tôi rất là thích, đặc biệt thích. Nó nhặt cái quả gì nan vậy? Chít 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 chít. Nan quả gì vậy nhỉ? Wow. Thầy có 28 người em, có năm chưa chọn em. Đoạn cuối đó chính là quốc hội. Thế thì bây giờ mình đi tham quan thế này, chú thấy bên kia mà mọi người đang đứng rất là đông, có chỗ hai bức tường mà đá granite đấy, chỗ đó đó, đó là đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam. Mình đi qua đó trước, cô chú tự đi qua đó trước, qua chụp ảnh tham quan gì đó. Thôi cô chú quay lại, đây là đài tưởng niệm của tổng thống Abraham Lincoln. Sát bên có cái đường nhỏ, cái cửa đó nhỏ thấy không ạ? À? Nhà đó chỗ đi nhà vệ sinh. Ở bên này đó, chỗ này mà có mấy người lính ở trong mấy cái bụi cây đó là đài tưởng niệm của chiến tranh Triều Tiên. Bây giờ chúng tôi đang đến với đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam. Vâng, tôi cũng chưa nhìn thấy nó đâu. Đâu nhỉ, anh có thấy không? À, như vậy là ở đây à, chúng ta có thể nhìn thấy ở giữa là gọi là trung tâm của cái khu vực này đấy à, các bạn nhìn thấy cái tháp bút đấy chính là tưởng niệm tổng thống Washington, người khai sinh ra Hoa Kỳ. Và nối tiếp về phía đấy một cái nhà vòm lên đấy, đấy chính là cái nhà quốc hội mà hôm qua chúng ta đã có mặt ở đấy. Và đây cái trục thứ ba và cũng là cuối cùng án ngữ ở chốt là đền tưởng niệm tổng thống Abraham Lincoln. Và tôi thì thấy cũng khá là lạ, kiến trúc sao chép một kiến trúc Mỹ với cái đền này thì sao chép cái kiến trúc của Hy Lạp. Và bây giờ thì tôi đến với đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam. Gần như là một cái kiến trúc mà có những cái đền đài, rồi là các cái đền đài thì nó thường được nối với nhau bằng cái bể nước như này. Tôi nhớ đến công viên Hòa Bình ở Nhật. Kia ai? Ồ, tưởng là xây nó cao lên thành một cái tường đá chứ nhỉ? Nên làm như kia nó âm xuống. À, âm cũng có ý nghĩa. Nó có ý nghĩa của nó hả? Ngoan lắm. Chúng tôi đang có mặt tại gọi là đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy là cái gọi là cái tường đá thì trong suy nghĩ tưởng cái suy tưởng của tôi thì tôi nghĩ là nó là một bức tường xây cao lên, nhưng thực ra thì không phải. Nó gần như là nó âm xuống dưới đất, dốc xuống. Vâng, còn bề cao của nó thì cũng chỉ các bạn nhìn thấy là ô tô chạy phía trên đấy. Đây là một cái tường đá được ghép bằng những cái phiến đá dọc và nó hình chữ V. Theo như là bạn hướng dẫn viên du lịch thì bạn nói là chữ V có nghĩa là Việt Nam.
trên những cái viên đá đó là khắc tên của những cái chiến binh đã chết trận tại Việt Nam. Vâng, 58.000 binh sĩ. Và cái tượng đài, cái bia tưởng niệm này thì do kinh phí của các cựu chiến binh Mỹ đã vận động và kêu gọi đứng ra quyên góp để xây dựng, chứ không phải của chính phủ Hoa Kỳ. Và đây các bạn, tôi cũng rất là ngại đi lại đấy. Hay là mình cố đi một chút nhỉ? Ra cái chỗ kia thôi. Đây là một cái khuôn viên của cái công viên rất là đẹp. Vâng, tôi nhìn thấy có sóc, có... Đây các bạn nhìn thấy có những cái chú sóc nhỏ. Nó chạy ở trong... Nó chạy trong khuôn viên. Những cái cây cối rất là đẹp. Và có một điều mà tôi rất là ấn tượng ở những cái thành phố mà tôi đã đi qua, đó là cây trong thành phố thì chỉ có cây to ở trong công viên thôi. Còn nếu mà ở ngoài đường phố, các bạn có thể theo dõi những cái đoạn video mà chúng ta quay camera hành trình đấy, thì chỉ là những cái cây nhỏ, ở trong nó chỉ khoảng độ 3-4 năm tuổi. Và tôi nghĩ rằng với một cái thành phố cũng hàng trăm năm tuổi thì cây không thể là bây giờ mới trồng được. Có lẽ là họ thu hoạch cây và họ lại trồng cây khác. Riêng trong công viên thì những cái cây rất là to. Vâng, công viên thì cây to và cỏ xanh đẹp. Chưa giờ đi, đi ra kìa. Tên người đó. Bây giờ tôi sẽ đi tới cái chỗ sát với cái bức tường kia để có thể nhìn một vài tên của các chiến binh, những người thanh niên Mỹ đã ngã xuống tại trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Và bây giờ thì cũng có rất là nhiều người mà hiện tại thì vẫn còn chưa có xác và vẫn đang được chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam tích cực phối hợp cùng với nhau trong cái một cái chương trình gọi là MIA. Ở cái góc này thì các bạn có thể nhìn thấy là cái công viên rất là đẹp, cây mát. Vâng. Cái bức tường đá thì nó bắt đầu đi từ nó từ thấp và nó cao dần. 1, 2, 3, 4. Tới bức thứ 5 thì có tên người đầu tiên. Tôi cho rằng có thể là đây là cái người mà... À không. Những con số 70, 69, 68 có lẽ là cái năm họ... Cái năm mà họ tử trận. Ở đây thì thi thoảng cũng có những cái người chắc là người Mỹ họ đi tập thể dục. Tôi cũng nhìn thấy có những cái vòng hoa, những cái bông hoa. Một cái cuộc chiến mà đau thương, không đem lại lợi ích cho bất cứ ai. Trong một cái khung cảnh như thế này, các bạn cũng đã nghe bạn Phong. Bạn Phong thì tôi cũng xin giới thiệu qua một chút. Bạn Phong là người hiện nay là hai quốc tịch Canada và quốc tịch Việt. Bạn ấy có ông bà đều là ông nội ông ngoại, có lẽ là ở trong cái đội của gọi là liên hiệp Pháp. Vâng, cho nên là di cư, người Bắc di cư năm 54. Và tới năm 75 thì có lẽ họ lại di cư tiếp. Cho nên là bạn Phong này là bạn ấy cũng... Thật sự cái chuyện riêng tư thì cũng không tiện hỏi. Có lẽ tôi sẽ hỏi bạn ấy xem. Nhưng tôi biết là hiện tại nhà bạn ấy ở Canada, nhưng bạn ấy lại làm việc tại Việt Nam. Tức là đi tour của những cái tour Việt Nam. Và tôi cũng thấy rằng là một thanh niên khá là am hiểu, rất là nhiều kiến thức và cái nhận thức cũng rất là tốt. Trong cái công viên này thì kia là 3.000 lính. Tôi nhìn thấy hai người, một người tóc xoăn, tôi nghĩ có lẽ là người Mỹ đen, còn người kia là Mỹ trắng. Và cái người mà đội cái mũ mềm vác cái khẩu súng gì đó, khẩu B thì phải.
thì đấy có lẽ là anh lính Việt Nam Cộng Hòa. Trang phục thì trông khác hẳn, người cũng khác hẳn. Những du khách thì đang tranh thủ chụp ảnh. Và bây giờ thì tôi sẽ tới với đền của Tổng thống Lincoln. Trước mặt chúng ta là nhà tưởng niệm Tổng thống Abraham Lincoln. Thực ra thì theo cái cách nói của người phương Tây, người Mỹ thì gọi là nhà tưởng niệm. Còn cái cách mà người châu Á chúng ta gọi thì đó là đền thờ. Và đây thì cái kiểu cách của nó đúng là một cái đền thờ hay là một cái lăng. Và các bạn có thể nhìn thấy hai cái chậu hai bên, đó chính là người ta ngày xưa là người ta sẽ đốt trầm. Tôi, một người đồng môn có nói với tôi rằng chúng ta thì sống trong một cái thế giới, tồn tại thực trong một cái thế giới ảo. Và anh ấy cũng giải thích với tôi vì sao nói như vậy, tôi thấy nó cũng có lý. Tại sao lại là thế giới ảo và tại sao lại là tồn tại thực? Tồn tại thực vì chúng ta đang sống, thực tại là chúng ta đang sống, nhưng lại tồn tại trong một thế giới ảo, bởi vì khi chết thì chúng ta mất đi. Và nếu như không có một cái gì để lại thì chúng ta không có gì hết, có nghĩa là mất đi hoàn toàn. Nhưng những cái mà để chúng ta biết về quá khứ, đó chính là những cái công trình kiến trúc để lại từ ngàn xưa. Và các cái công trình kiến trúc ấy thì đa phần lại là những đền đài, chùa chiền, nhà thờ. Vâng, những cái đền thờ kiểu như thế này, các bạn nhìn có thể thấy là nó kiểu dáng giống như là La Mã rồi Hy Lạp. Vâng, và nếu như đặt cho nó một cái chóp ở trên ấy, thì nó lại thành ra là Ai Cập. Vâng, đấy thì chính những cái kiến trúc của La Mã, của Hy Lạp để lại là những cái đền thờ Parthenon, rồi đền thờ, tóm lại là các đền thờ, thì người ta mới biết về một cái văn hóa của một cái thời đó để người ta nghiên cứu ra nó và người ta nghiên cứu về nó. Còn nếu như mà không có nó thì không có một cái gì là hiện hữu cả. Những cái nhà tranh vách đất, chúng ta chỉ có ăn rồi chúng ta ngủ rồi chúng ta làm việc để tự nuôi sống bản thân mình, tồn tại sau đó chúng ta lại cũng biến mất như là lúc chúng ta xuất hiện và không để lại một cái gì cả. Thì như vậy nó rất là khó. Chính những cái mà cái thế giới ảo, có nghĩa là cái sự thờ phụng, nó là thế giới ảo nhưng nó lại để lại cái công trình thực, đó chính là những cái công trình kiến trúc. Và đây trước mặt chúng ta thì là một cái đền thờ, tôi cứ gọi theo kiểu của người Á Châu, là một cái đền thờ ông Lincoln. Thì cho thấy rõ ràng là khi ông Lincoln chết đi rồi thì người ta mới để lại một cái công trình kiến trúc như thế này. Và chúng ta nhớ đến ông ấy, như vậy là cái ảo mà nó lại là để lại một cái thật. Vâng, một cái công trình kiến trúc mà tôi thấy khá là đẹp. Vâng, tất nhiên là đẹp rồi. Để khen nước Mỹ thì nói giống bạn tôi, khen cả ngày. Ở đây thì tất cả mọi cái nó đều rất là rộng lớn, một cái tầm nhìn bao la. Tức là khi người ta làm cái thủ đô này là người ta đã cắm nguyên một cái khu rừng để người ta làm, cho nên quy hoạch của nó là hoàn toàn mới và sẽ không phải có giải phóng mặt bằng, đền bù rồi này kia, và con đường nó sẽ không bị cong mềm mại mà nó hoàn toàn theo ý đồ của nhà thiết kế. Và các bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh của nó là như thế đấy. Ngay bên bên tay trái của đền thì là một cái bức tường chữ V, gọi là bức tường thôi nhưng thực ra nó giống như là, vâng, cũng là bức tường, một cái bức tường chữ V bằng đá granite, trên đó thì ghi khắc tên 58 người con của nước Mỹ đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh Việt Nam, một cuộc chiến tranh mà gây mất uy tín cho nước Mỹ cũng như chia sẻ trong nội bộ mà chưa từng có. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi lên cận cảnh với cái đền này và chúng ta sẽ vào bên trong xem như nào. Yeah.
Cảnh sát đang đi không? Trông rất hoành tráng. Như đồ chơi dắt quanh người, trông rất là khiếp. Bây giờ là chúng tôi đang đi sang cái một cái khu tưởng niệm chiến tranh Triều Tiên. Nó ngay ở bên tay phải của đền Lincoln. Ở đây họ trồng cái cây gì anh nhỉ? Họ chả nói tên. Đây các bạn có thể nhìn thấy là những cái tượng của các cái người lính Mỹ trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Họ mang vác nặng. Chiến tranh Triều Tiên là một cái cuộc chiến tranh quy ước, cả hai bên dồn lực lượng và tấn công nhau chỉ trong vòng có 3 năm mà thiệt hại tới 3 triệu sinh mạng thì quả thật là khốc liệt và kinh khủng khiếp. Tôi nhìn thấy có một đoàn khách du lịch, không hiểu họ từ đâu đến. Tôi thì đoán là họ không thể là người Triều Tiên được, bởi vì là ở Triều Tiên thì có lẽ là chưa thể sang Mỹ đi du lịch được, mà có lẽ họ là người Hàn Quốc. Ở đây thì chúng ta cũng nhìn thấy có một cái bức tường đá granite. Đây thì đúng là tường thật, bởi vì nó dựng lên như thế này cơ mà. Đấy, nó dựng lên và nó cao như này, tôi nghĩ có lẽ phải đến 4 mét hay 5 mét chứ. Và trên trên này thì là bức tường như thế. Trên này thì là những tấm hình của những người lính Mỹ. Vâng, khác với bên kia thì là khắc tên, còn ở đây thì là những cái hình của những người lính Mỹ. Và đây thì là hình ở trên cái đá hoa cương, họ làm rất là giỏi. Và bên này thì là tượng. Bên này thì là tượng những người lính Mỹ, cũng chắc là cũng tượng trưng cho các cái binh chủng. Kia là ông thông tin, rồi là những người lính bộ binh. Cũng có một cái sự khác nhau giữa hai cái công viên, giữa hai cái khu vực tưởng niệm chiến tranh Việt Nam và chiến tranh Triều Tiên. Thì chúng ta có thể thấy là cái chiến tranh ở Triều Tiên thì cái khu vực tưởng niệm họ làm đầu tư có vẻ là nó tôi đang trên đường tới Nhà Trắng. Nói là tham quan Nhà Trắng thôi, nhưng thực ra thì chắc là cũng chỉ được đứng ở bên ngoài và chụp ảnh sơ sơ cho biết. Đây là cảnh sát và một con chó.
tôi đang đi đến khu vực Nhà Trắng. Đây là chiếc xe cảnh sát thường xuyên túc trực trước Nhà Trắng để giải quyết vấn đề bất chắc. Bên kia là những người dân họ trang cái biểu ngữ gì đó. Chụp lá chữ đây là Nhà Trắng đấy các bạn. Ngoài quyền lực cao nhất ở Mỹ đi sang bên kia chứ chắc sang bên kia chứ. Phóng viên Nguyễn Ngân ơi, gửi clip cho mọi người trên mạng. Các bạn thấy rất nhiều người đang xếp hàng trước cửa Nhà Trắng. Ở đây là một cái xe cảnh sát nữa, như vậy là trước cửa Nhà Trắng. Trước cửa của khu vực Nhà Trắng là có hai chiếc xe cảnh sát đứng hai bên. Và có khá nhiều các cái nhân viên police đứng để bảo vệ an ninh. Đây là những cảnh sát nổi, còn ngoài ra là các cảnh sát chìm cũng không thiếu. Đây là các chị em đang chụp ảnh selfie. Tôi cũng rất là thất vọng vì tôi cứ tưởng là được đến chỗ phủ tổng thống giống như là đến với mấy cái nơi mà chúng tôi đã đi qua, nhưng hóa ra không phải. Chúng tôi chỉ được đứng ở bên ngoài hàng rào. Vâng. Và ở trước mặt ở chung quanh thì người ta cũng bán tùm lum tà la kính thưa các loại thứ trên đời. Vâng. Một cái quảng trường rất là đẹp. Nào, sẽ lại gần hơn để ngắm xem. Đây là gọi là Nhà Trắng, sơn trắng toát từ đầu đến đuôi. Và nơi mà Tổng thống ở và làm việc. Nơi quyền lực nhất hành tinh. Bây giờ thì tôi muốn được đi chụp ảnh. Quan thấy những nhân viên cảnh sát đang làm việc rất mất cán, đứng lăm lăm cũng nhông tay.